xin lỗi. Em đến đây kiếm ai? Dạ tôi tới đây đi làm. Vậy là không biết anh là phải rồi. Hình như anh là trưởng phòng mới nhậm chức đúng không? Cô em đây ngoài cái sự xinh đẹp ra còn tinh mắt nữa. Tốt lắm. Anh sẽ chiếu cố cho cô em. Chiếu cố? Cô em biết trên biết dưới một xíu. Chiều ý anh một chút là được rồi. Ok, tôi sẽ cố gắng. Chú em làm việc tốt nha. Trời, em đi đái. Mẹ nghĩ rằng bây giờ đó. Chạy ra luôn không em bảo. Chị ơi, cái gì mà làm sụm vậy? Ra rồi, ra. Ra cái gì? Camera trong võng kìa. Hả? Kìa. Chị bây giờ sao? Ủa rồi. Rồi nó quay được cái gì không ta? Chị nghĩ coi có quay được không? Chắc luôn! Hồi nãy tôi nghe tiếng ló á. Trời ơi, cái bà nội này, giờ này bà còn nói mấy cái đó nữa. Bây giờ sao chị? Mày biết làm sao là sao? Có chuyện gì mà âm sầm quá vậy? Chị biến đại! Chị, chuyện là vậy nè. Chị bây giờ làm sao chị? Ở đây không bắt được cọp. Đi ra ngoài đi. Để chị tính. Đừng sao? Nhỏ tiếng thôi. Mắt muốn chết luôn. Trời ơi đừng có dặn em. Để chị có cho. Đừng mặt chị đi em. Chị Nhi, Trang. Làm gì mà ồn ào quá vậy? Tụi em rình. Chứ đứa nghiêm á sao bắt được nó chị? Thì đúng rồi. Mình phải mở to mắt ra thì mới biết là thằng nào chứ. Đừng có ồn quá. Nhân viên chưa có về hết mà. Muốn đá động tới nó thì làm sao nó xuất hiện được. Bình tĩnh, nó chắc chắn sẽ bị bắt. Giám đốc, chị nói vậy là chị biết ai rồi. Vậy thôi, để mắng cái đầu nó luôn. Khỏi phải đợi nó mất công. Muốn bắt được cọp thì phải bắt từ tại trận. Làm gì cũng phải có bằng chứng chứ. Coi mất cái gì quay lấy kìa. Trời ơi, nhỏ này. Giờ này còn mê trai nữa. Em dở. Thiệt là không tin nổi. Trưởng phòng mà lại gắn camera quay lén phụ nữ. Đúng là biến thái mà. Thiệt luôn. Trưởng phòng ơi, anh để quên cái gì nè. Anh đúng là cái đồ biến thái. Đúng rồi đó. Đường đường là một trưởng phòng mà lại lắp camera quay lén phụ nữ. Biến thái mà. Nè, tôi nói cho các cô biết. Đừng nghĩ mình là nhân viên ở đây. Phía sau này không có ai. Cô muốn nói gì là nói nha. Tôi là trưởng phòng. Mà nói biến thái này biến thái nọ. Nói kiểu đó tôi đuổi gì cả lũ. Còn cô nói cái gì thẻ nhớ gì á, tôi không biết. Cái này mà không gắn vô cái đó làm sao mà trưởng phòng coi được? Thôi được rồi. Bây giờ ngoan trả lại cho anh. Rồi coi như không có chuyện gì hết. Mọi người đi làm vui vẻ. Tháng sau anh tặng lương cho mọi người. Tôi không cần. Tôi không cần một cái người sếp biến thái như vậy đâu. Nè bà già, tôi nói chuyện đàng hoàng bà không nghe hả? Tôi nói cho bà biết, từ ngày mai cuốn gói khỏi công ty này. Tôi không muốn nhìn thấy mặt bà ở công ty này nữa. Ok. Còn hai em xinh đẹp, ngoan, trẻ thơ nhớ là cho anh. Rồi mai mình vẫn đi làm vui vẻ bình thường. Cuối tuần mình đi chơi chanh xả một bữa. À ha. Mình phải trả cho trưởng phòng. Về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai mới đi làm được. Trưởng phòng ha. Đúng rồi. Đây ngoan, trả cho anh. Em đừng có giỡn luôn.
Cô làm gì vậy? Từ ngày mai anh chính thức bị đuổi việc. Đuổi việc tôi à? Cô là cái thá gì đâu đuổi việc tôi. Hay quá giám đốc ơi. Cái gì giám đốc? Làm như tôi chưa được gặp giám đốc vậy. Thì đúng rồi, mới nhậm chức mà chưa có gặp giám đốc đâu ha. Cái đồ biến thái đáng đời. Ủa? Nói, đây là giám đốc. Vậy người của tôi gặp lại trợ lý giám đốc. Chị ơi, cho em chai nước suối. À dạ, cảm ơn. Cho em gửi tiền. Ừ. Cảm ơn em nha. Chị, có gì không em? Bình thường chị bán hàng để tiền hết hơn vậy hả? Không phải, tại bữa nay khách đông quá nên chị lu bu nãy giờ dọn dẹp nên chưa có dẹp thôi. Chị đeo nhiều nữ trang vậy, bán thì một mình còn để tiền hết hơn nữa. Chị phải cẩn thận nha. Chị biết rồi, cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn nha. Thôi đi lại đi. À, mày nó hôi quá rồi kìa. Đi à. Xe của bạn con á bị hết xăng á nên là mà cây xăng thì nó xa quá nên là có cách nào giúp con được không cô? Vậy đi, hôm qua tôi có mua một ít xăng để chùi mấy cái sơn á để tôi lấy cho hai người đổ đỡ đi nha. Dạ con cảm ơn cô. Nè, tôi có nhiêu đây à, đổ đỡ đi nha. Dạ con cảm ơn cô. Bao nhiêu rồi để con gửi lại cô? Thôi khỏi đi đi. Cảm ơn cô. Đi dạ. Đổ đi để em thôi, cây xăng nó xa lắm. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Không có gì. Cảm ơn cô. Bà cô ơi. Gì? Cô sao vậy? Cô có bán kẹt điện thoại không cô? Có. Để cô lấy cho con một kẹt 50 nha. Rồi đợi xíu. Dạ. Dạ, cô cho con gửi. Rồi, dạ, cảm ơn cô. Con đi nhờ con, đau bụng quá. Con cảm ơn con. Con bạn con quá, bạn con không biết chỗ. Đây nè, đây nè, đây nè. Bà con kìa. Mẹ ơi. Đi. Chị qua đâu? Cái gì? Sao mất chị qua rồi? Chị đâu? Chị đi. Tụi bay đang kiếm cái này hả? Ê. Sao tụi mày ăn cắp chị khóa tao? Trả đi. Ăn cướp thì gặp ăn cắp. Mày muốn ăn cắp thì... Anh ơi, tha em. Đừng có nghĩ tụi bay làm gì thì tao không biết. Mày nữa. Chị. Thôi chị.
tất cả trả lại cho chị. Chị truyền nữa, em đã nói chị cẩn thận rồi mà. Cảm ơn em nha. Tại bữa nay mệt quá, mà chị cũng không nghĩ là mấy người này lại như vậy nữa. Chị đừng có tin người quá, xã hội bây giờ lộng hành lắm. Không có em chị cũng không biết làm sao nữa. Cảm ơn em nhiều lắm nha. Không có gì đâu, sau này cẩn thận hơn nha chị. Bây giờ chị muốn em xử tụi này làm sao? Hay là em cứ để chính quyền giải quyết đi. Xô, đưa lên phường. Mày luôn á. Đi. Khoan bà ngoại, chào bà ngoại cái. Lâu lắm rồi, Phú ơi. Chưa tháo gì chuyện. Never change. What's love got to do with it? He comes around, better not that.